VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc loa sub có chất bass thật là mạnh mẽ, hay đang băn khoăn không biết lựa chọn chiếc sub nào để phục vụ cho việc hát karaoke trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thì ngày hôm nay câu trả lời chính là loa sub Karaoke Boost. Và theo thống kê của VDA, trong năm 2017 vừa qua thì chiếc loa sub này có phản hồi khá là tích cực, và đây cũng là sản phẩm bán chạy và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính vì thế mà video ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị để cho quý vị có cái nhìn rõ hơn, chi tiết hơn về sản phẩm. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé. Trước tiên, xét về ngoại hình thì loa sub Boost có kích thước khá là nhỏ gọn, cụ thể là 460mm chiều dài, 420mm chiều rộng và 490mm chiều cao. Mặt loa của sub Boost được bố trí hướng xuống sàn nên âm thanh có thể tản ra nhiều hướng. Hơn nữa, dễ bố trí cho nội thất phòng karaoke của bạn thêm tinh tế và sang trần. Được làm bằng chất liệu gỗ cây, sơn vân gỗ màu nâu sang trọng, thiết kế vuông góc hai mặt trên và dưới, bao góc các mặt bên. Củ bass dày kích thước 3 tấc nằm dưới chân loa. Logo với màu vàng ánh kim bắt mắt, thiết kế 4 chân trụ vững chãi và trang bị đầy đủ các nút cân chỉnh như fret và face. Còn nói về những tính năng nổi bật của chiếc loa sub này, đây được mệnh danh là siêu phẩm dành cho những ai cùng âm bát. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì chiếc loa sub này sở hữu công suất lên đến 300W, phù hợp với phòng có diện tích 40m², và đặc biệt là nó có thể cân chỉnh âm bát theo từng không gian. Không gian nhà bạn dù rộng hay là hẹp thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu tiếng bát như ý muốn. Không chỉ thế, Boost còn có thể điều chỉnh tiếng bát theo từng loại nhạc, điều chỉnh theo từng sở thích người nghe, rất phù hợp với giải trí gia đình nhiều thế hệ. Có được tính năng hữu ích này là nhờ trang bị nút Level Subwoofer. Với củ bát lên đến 3 tấc, Boost cho tiếng bát căng đầy dứt khoát. Đối với các bạn nhà có nhiều nhạc cụ thì âm bát không hề bị rối, bạn dễ dàng phân biệt được âm của từng nhạc cụ rõ mồn một. Và Boost mang đến cường độ bát lớn, phủ kín không gian phòng hát của gia đình bạn. Với dải tần số từ 50Hz cho đến 250kHz, tiếng bass được tái tạo chi tiết và chính xác cho từng loại nhạc như nhạc rock, nhạc dance, nhạc ballad hay nhạc jazz. Và dù âm lượng xuống thấp thì tiếng bass vẫn sâu, âm lượng lên cao tiếng bass không bị vỡ và rền. Sub Boost lại còn phối hợp ăn ý với loa khi mà trang bị sẵn hai nút điều chỉnh, cụ thể là nút fret cut. Đây là nút cắt tần số phù hợp với dải tần của loa chính, và nút phase chỉnh âm trầm sub cùng pha với âm trầm của loa chính. Sau đây là đánh giá một chút về ưu và nhược điểm mà VIA chúng tôi đã tổng hợp sau một thời gian trải nghiệm. Thứ nhất là về ưu điểm thì âm bát nội lực và chặt chẽ, phạm vi phủ bát lớn lên đến 40m², chủ động cân chỉnh âm bát theo ý muốn, thiết kế hướng sàn làm cho âm bát trải đều 4 hướng. Còn về nhược điểm thì sao? Thứ nhất là tái hiện âm bát ở dải tần thấp không chắc và khả năng tải bát khi xem phim vẫn còn hạn chế. Và nếu như bạn thực sự yêu thích chiếc loa sub này thì đừng quên ghé thăm các showroom của VIA để trải nghiệm hoàn toàn miễn phí chất lượng sản phẩm. Và cũng đừng quên là tại VIA chúng tôi luôn có giá tốt nhất cho quý vị. Và chiếc loa sub này chỉ có giá 5.500.000 đồng đã có thể thỏa mãn đam mê âm thanh của anh em. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ghé ngay hệ thống showroom VIA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.